Thực tế về dòng lưới mà các bác đang ưa chuộng nhiều nhất, đang thời điểm đi đánh cá, đánh cua, tôm, thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác dòng mắt lưới 7 ly. Và đây là dòng lưới kỹ, một dòng lưới mà các bác sử dụng siêu bền cho em luôn. Đuôi của nó thì sẽ là đuôi màu xanh đen nha các bác anh nhá. Anh nào muốn xem về khoang, về ô vào thì em sẽ quay chi tiết. Và với cái ô này, mắt của nó là bao nhiêu? Rất nhiều bác cũng chưa biết tới, thì hôm nay em sẽ quay về cái đuôi mắt của nó sẽ là mắt 7 ly này. Và cái sợi bên trong của nó sẽ to như cái chảo như này. Nếu các bác anh nhà mình đi đánh biển ấy, kéo thoải mái cho em luôn. Đấy, cho các bác xem luôn về cái dây ở bên trong nhá. Riêng đặc biệt cái dòng lưới này thì các bác anh chỉ tìm thấy ở bên xưởng lưới của bên em thôi. Và giá thì em tin chắc là các bác anh nhà mình cũng sẽ mua được cái giá rẻ nhất khi đang tham khảo với cái mẫu lưới này. Dây đấy, 120 sợi nhá. Dây 120 sợi đấy các bác anh ạ. Và đầu của nó thì đầu sợi chín. Và với khung của nó này, khung của nó là bao nhiêu thì em sẽ đo cho các bác anh xem này. Khung của nó đang là khung 35 và cách nhau thì sẽ là 30. Mắt của nó là mắt 7 ly. Rất nhiều bác chưa hình dung được cái mắt 7 ly là bao nhiêu, để các bác cứ tưởng tượng cái đầu đũa to ấy thì nó sẽ bằng cái đầu đũa to nhá. Nếu như đánh tép nhỏ thì sẽ không được. Còn nếu các bác anh đánh tôm biển ấy, thì thoải mái cho em luôn. Đây là cái hom vào này. Tất cả hom vào thì sẽ so le rất chi là đều và đẹp. Và với cái này thì nhà em sẽ làm thủ công bằng tay, chi tiết từng chi tiết một, cho nên là các bác anh nhà mình khi sử dụng không bao giờ lo hỏng hoặc lo dỉ xét về phần khung nhá. Đây, quay cho các bác phần đuôi dưới này. Đấy, về chất lưới thì hôm nay bên đơn vị em thì sẽ miễn phí ship khi các anh mua từ 5 cái đấy. Anh nào đang quan tâm tới tất cả các loại lồng lưới, lồng cua, lồng tôm, lồng ô, các anh nhớ đến với xưởng lưới bên em thì các anh sẽ mua được với cái giá thấp nhất nhá. Đấy, và hiện tại bên em thì sẽ có hàng trăm loại khác nhau để đưa tới các bác. Chất lượng thì các bác hãy chọn mẫu này. Đây là mẫu chất lượng số 1, siêu bền luôn. Đấy, và cái lưới này thì nó dài những tới 9,5 m đấy, là dài nhất luôn. Khung của nó cũng sẽ lớn hơn. Và cái khung thép này của nó cũng sẽ cứng hơn này. Đầu thì sẽ là đầu so le 100%. Khi mà đã vào thì không có lối ra nha các bác anh nhá. Đấy, anh nào mà đang cần mua nhá, nhớ gọi điện trực tiếp lên đầu số điện thoại em ghim trên màn hình video. Và đừng quên đăng ký kênh của em các bác anh nhá. Đăng ký để xem được rất nhiều các loại của bên em khi em đăng tải. Cảm ơn các bác nhiều nhá.